ngưỡng vô cái cảm lạnh à. Bữa nhìn thấy có mấy con bạc mà được ông cạo cái nó đâu mất mấy con bạc đó. Qua em chạy vòng vòng xuống kiếm anh thiệt vậy chứ. Mà và anh thả bò qua mấy nước có bầy kia không biết tháng đâu, chạy ra tới gò gò kia luôn mà. Vừa có mấy con bạc mà hiền nó nhố. À, hiền chi nói bữa thấy mà. Có bạc mà nay nhìn mất mấy con bạc rồi. Mất mấy con bạc mất tiền rồi. Mất nhố đưa đây chứ. Đưa tờ dư quán nó nhố tóc bạc rồi hả? Không biết, cảm ơn. Ừ. Ừ, trừa xuống dưới ngọt dưới. Sáng bà quăng, sáng đi bà có bán đồ ăn sáng không chứ? Ừ, coi. Nên dẹp rồi, ít quá. Do nó vô mùa này, chứ không phải là vô mùa nó đi két rồi. Két cũng chắc là ít tranh phải không? Cái góc nó cũng không có chặt lắm, anh nhìn kia kia không có nó đỡ đeo cho nhiều người vui. Chị anh gì mà anh phơi lúa ở trước nè, cái hàm rau và nón á, góc góc rồi nó một cái góc thịt không. Nhìn sớm anh sợ em nào thấy cái này xin cầm rau trên một rùi anh chạy tí khó vậy đâu. Giờ nhổ có một lần cho mấy con tỉnh nhổ nhiều. Lâu lâu phải thay người một chút, các khác một chút. Nhiều người, một người nhổ quá nó bị trùng. Ê đồng.